Rồi ok, mến chào quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì các bạn ơi, hiện tại mình đang đăng nhập tên app Sacombank Pay của mình như các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là hướng dẫn các bạn nhận 50k miễn phí từ app Sacombank Pay nha các bạn. Và những cái phần quà hấp dẫn ha. Thì đây là cái vòng quay may mắn từ app Sacombank Pay. Mà để mình mở cái app này lên cho các bạn xem ha. Thì đây là cái thể lệ chương trình này. Đó, và bên trên là cả những cái phần quà rất hấp dẫn. Rồi thì ok các bạn ơi, thì để có những cái phần quà như thế này thì nó sẽ tính theo lượt, nhưng mà mỗi một lượt quay thì các bạn sẽ có cơ hội trúng được một trong những cái phần quà như thế này. Và thể lệ để tham gia chương trình là các bạn phải chỉ cần giới thiệu cài đặt app Sacombank Pay cho một bạn khác thành công và thực hiện giao dịch nạp tiền đó khoảng 50.000 nha các bạn, thì nạp tiền thành công mới được nha các bạn. Để mình sẽ vô mình mở cái những cái chương trình khuyến mãi nó cho các bạn xem nha. Ok, đây các bạn, để mình truy cập vô phần thông báo nè. Đó, trên phần thông báo nên tất cả các bạn có thể vô vào mục tất cả ha, hoặc là các bạn vô cái mục là tên hệ thống nè. Hệ thống thì những cái thông báo quan trọng nó gửi cho bạn đó. Thì đây nó có tất cả các những cái thông báo khuyến mãi cho các bạn hay thông báo khác nè. Đó, các bạn chọn vô cái mục là nhà tôi là ba đại liên kết qua email. Đó, đây là cái chương trình khuyến mãi nó đang dành áp giờ tặng dụng tặng các bạn. Thì bên trên các bạn sẽ thấy là nó sẽ tặng năm ngay 50.000 trên một lượt giới thiệu ha. Đó, để mình mở cái chi tiết chương trình này ra cho các bạn xem nha. Rồi thì ok, đây là những cái chương trình khuyến mãi của nó, đây là chi tiết cụ thể như các bạn, thì áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021. Những cái ưu đãi như bạn xác thực danh tính qua IK miễn phí tài khoản, hay là tặng 50.000 đồng Việt Nam đồng thêm lượt giới thiệu cho khi bạn lừa tải app Sacombank Pay cho một bạn khác thành công và liên kết thành công và thực hiện nạp tiền nha các bạn, nạp tiền hoặc là nạp tiền điện thoại hay là chuyển tiền đó thành công, thì các bạn sẽ nhận được một cơ hội quay số trúng thưởng đó. Thì đây những cái cơ hội đây ở bên dưới là những cái thể lệ để mà mình trúng nha, giải đặc biệt vàng hay là giải nhất giải nhì đây các bạn. Thì mình đã có để video cách hướng dẫn liên kết app Sacombank Pay các bạn trong cái phần mô tả hoặc vào bên dưới bình luận, và cái cách giới thiệu bạn thì một hồi mình sẽ kế tiếp mình sẽ giới thiệu luôn đó, chỉ cho các bạn cái chỗ mà để giới thiệu bạn bè thành công luôn nha. Đó, thì cái cách giới thiệu cũng rất đơn giản, các bạn chú ý quan sát kỹ giùm mình đó. Đây ha, đây mình mở chi tiết cụ thể từng cái thể lệ cho các bạn xem ha. Rồi ok các bạn ơi, thì để không mất thời gian của các bạn ha, khi mà các bạn liên kết app Sacombank Pay thành công cho một bạn ha, thì mình sẽ chỉ cho cái chỗ các bạn mà nhập cái mã giới thiệu nha. Cái mã giới thiệu mà để mà các bạn được hưởng ưu đãi á, thì các bạn trước tiên là bạn phải truy cập vô app Sacombank Pay giúp mình đó. Đây đó, các bạn nhìn kỹ ha, thì chỗ bên dưới cái phần mô tả cái phần giao dịch nè, bên phải nè, các bạn chọn vô đây đó. Thì khi mà liên kết thành công á thì các bạn sẽ kéo xuống đây, kéo xuống lúc dưới giùm mình ha, quên lòng để mình kéo từ tên cái màn hình đây chính nó là đây ha, thì các bạn sẽ kéo xuống lúc dưới giùm mình luôn đó. Thì ở bên bên phải có chỗ là giới thiệu bạn bè nè đó, khi mà cái bạn nào mà mới liên kết thành công á, thì sẽ có cái hình giao diện như thế này để mình nhập mật khẩu vô. Ok các bạn ơi, thì khi mà các bạn giới thiệu thành công á thì cho một bạn mới thì tên cái app của bạn mới có như có cái giao diện như thế này đó, là chỗ giới thiệu bạn bè đó, bên trên á là cái số điện thoại của một người bạn của bạn ha, đó và bên dưới là cái chỗ nè nhập mã giới thiệu bạn nè ha, mình sẽ nhấn vô chỗ này đó, thấy không đó, thì nó có sẽ có cái mã giới thiệu đó, thì chỗ mà nhập mã giới thiệu thì các bạn nhập nhập cái số điện thoại mà có cái người cần giới thiệu như các bạn, như bạn giới thiệu thì bạn nhập cái mã giới thiệu của bạn vô là cái số điện thoại của bạn nha. Đó, sau khi nhập xong thì mình nhấn xác nhận chỗ này, đó là xong đó. Rồi như vậy là mình và khi mà các bạn muốn có được 50.000 thì các bạn nhắc nhở bạn mình là nạp tiền hay là chuyển tiền các bạn, tại vì hiện tại sân bay chuyển tiền hoàn toàn miễn phí và nạp điện thoại thì có nhiều ưu đãi lắm các bạn. Rồi sau khi nhập mã giới thiệu thành công ha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉ cái mà cách bạn kiểm tra lại cái mình có được giới thiệu thành công hay không. Thì các bạn sẽ kéo vô vào chỗ giao dịch nè, các bạn kéo lúc dưới giúp mình đó, bạn vô điện thoại của bạn đó nha. Các bạn nào
Đây mình sẽ kéo lúc dưới rồi cái bạn chọn mục mà giới thiệu bạn bè nè đó, mà nhấn vô đây bên phải góc cuối cùng các bạn, thì đây bên trên là cái số điện thoại của bạn ha, thì người bạn giới thiệu là sẽ nằm bên dưới nha các bạn, được giới thiệu về bạn á đó. Thì bạn nếu bạn giới thiệu thì nó sẽ nổi lên bên điện thoại của bạn bên đây ha, đó là mình sẽ kiểm tra được là mình có biết mình được giới thiệu hay không ha. Đó rồi, thì sau khi mà giới thiệu thành công á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm thêm 50.000 tiền điện thoại nha các bạn. Cái cách này cũng rất đơn giản đây, để mình hướng dẫn các bạn kiếm 50.000 từ cạc điện thoại từ điểm thưởng nha các bạn. Đây để mình truy cập vô phần giao dịch đó, mình sẽ kéo lúc dưới này, mình sẽ kéo cái chỗ là khách hàng thân thiết nha các bạn, kiếm cái mục là khách hàng thân thiết giúp mình. Đó, đây ha, chỗ là khách hàng thân thiết nè đó, các bạn chọn vô đây đó, truy cập vô đây, mình đây các bạn, khách hàng thân thiết, nhấn vô đó. Thì bên trên các bạn có thể thấy là đây là số điểm thưởng của mình ha, mình hiện tại mình có 540 điểm ha. Thì các bạn biết vì sao mà mình có số điểm thưởng này không? Thì mình cái này là mình khi mà mình xài thẻ tín dụng á, các bạn nào có thẻ tín dụng thì các bạn nên xài cái này đó. Thì sau khi bạn thực hiện giao dịch rút tiền hay chuyển tiền thì nó đều có cộng điểm cho mình ở bên bên trái nè đó, chỗ nhận điểm ha. Thì bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy những cái giao dịch mà mình được cộng điểm ở đây đó, hay là bạn thanh toán hay là quẹt thẻ gì á, mỗi lần thanh toán quẹt thẻ nó sẽ cộng điểm cộng dồn cho bạn, và nhiều lần vậy đó thì nó sẽ tích điểm được nhiều và các bạn có thể đổi quà. Và đây là cái lịch sử đổi quà của mình đó, mình đã đổi được 500 điểm rồi và hiện tại mình cũng có được 500 mấy điểm nha các bạn. Thì 500 điểm này mình sẽ có thể đổi được một cái cạc điện thoại nha các bạn, và nếu mà nhiều điểm hơn mình sẽ đổi được nhiều cái cạc hơn đó. Thì cũng còn một cách nữa để mà đây là những phần quà phía ngoài ha, cũng còn một cách để mà các bạn nhận điểm thưởng từ Sacombank nha các bạn. Khi mà các bạn đặt lịch hẹn á, đặt lịch hẹn giao dịch trên Sacombank, khi mà các bạn giao dịch tại quầy á, thì ngay ngày sinh nhật của bạn thì các bạn sẽ được, khi mà bạn chỉ cần thực hiện một giao dịch hay chuyển tiền rút tiền ngay ngày sinh nhật của bạn, bạn cũng có thể nhận được 500 điểm nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, ngoài việc đặt lịch hẹn trên Sacombank ha, thì nếu mà các bạn nào có giao dịch tại quầy á, mà khi mà những cái quầy phòng giao dịch mà có máy bóc số tự động á, thì các bạn khi giao dịch để nhận 500 điểm á, thì ngày sinh nhật của mình á, thì các bạn khi mà bóc số á, thì các bạn chọn vào cái chứng minh nhân dân ha, thì bạn nhập số chứng minh mình vô, vì khi mà nhập vô đó thì nó sẽ nổi toàn bộ thông tin của mình vô, và khi giao dịch mình sẽ được cộng 500 điểm liền ngay lập tức ha các bạn. Thì lưu ý giúp mình là phải nhập chứng minh nhân dân nha, thì một số chỗ thì nó sẽ nhập tên, còn bạn sẽ nhập chứng minh nhân dân nhà mình. Rồi ok các bạn ơi, thì đây là những cái cách mà để mình chỉ cho các bạn nhận 50k hay là những cái điểm thưởng từ app Sacombank ha. Thì chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.